Đây này, kênh này này. Kênh này là kênh phụ của tôi và kênh vì sim mà hay dịch nhạc ấy, mà hay sai ấy. Đấy, là kênh của tôi, cũng là kênh phụ của tôi. Và một kênh nữa là kênh Hikarin, cũng là kênh phụ của tôi. Và một kênh nữa là một kênh Masihiro Fan Sub, cũng là kênh phụ của tôi. Oh shit, here we go again. Tôi sẽ nói về điều làm nên Matsuri, căn nguyên của cô ấy. Peta. Mày câm mồm đi. Trở lại với chủ đề chính, Matsuri. Tôi sẽ nói về điều làm nên Matsuri, căn nguyên của cô ấy. Peta. Mày câm mồm đi. Trở lại với chủ đề chính, Matsuri.